Em chào thầy, sau đây là phần demo của nhóm H2O. Em là Lục Thiên Phú, trưởng nhóm. Đây là màn hình đăng nhập. Đây là màn hình đăng ký. Nhưng mà mình không nhập lại mật khẩu không khớp thì nó sẽ báo lỗi. Đăng ký thành công. Đăng nhập thành công. Và đây là màn hình trang chủ. Đó là phần tìm kiếm. Đây là phần chi tiết sản phẩm để chọn size, chọn số lượng, thêm vào giỏ hàng. Xóa sản phẩm thì giỏ hàng trống. Đây là phần giao diện của màn hình đặt hàng. Chọn sản phẩm theo loại. Mua thêm một sản phẩm. Đặt hàng và chọn cửa hàng. Có mua thêm sản phẩm. Hàng. Sau khi đặt hàng thành công thì trở lại trang chủ. Đây là màn hình giao diện của cửa hàng ưu đãi, lịch sử của đơn hàng. Đây là chi tiết sau khi bấm vô thì chi tiết của đơn hàng. Đây là phần đổi mật khẩu. Mà nhập xác nhận mật khẩu không khớp thì nó sẽ báo lỗi. Sau khi đổi thành công mật khẩu thì nó sẽ trở lại màn hình đăng nhập. Đây là phần quản lý user. Nhập thông tin của khách hàng. Nhập thành công. Đây là phần góp ý.
phần năng suất. Cảm ơn thầy đã xem.